Linh, ủa Linh tới già là ai lớn hơn ai? Dạ Linh lớn em 2 tuổi. Hơn 2 tuổi luôn à? Là dạ, trước trường trước là đàn chị đúng không? À, đang ngoài đời thì em là đàn anh đó. Rồi hai đàn anh chị sẽ chung nhau. Mấy bạn anh chị. Bỏ pháp bàn thờ nha con. Đá quá ông bằng ơi. Pháp bàn thờ cũng bằng ơi, cái quánh nó quá. Giám khảo đánh giá, nhận xét rồi đúng không? Bây giờ mình cho điểm như thế nào đây? Xin mời chị Tài.